Vâng, xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em. Hôm nay đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay bên xưởng em lại tiếp tục review cho anh em một mẫu xe S51 lên cho anh trai đến từ thành phố Hưng Yên. Và chiếc xe này cũng được anh ấy đón về trong buổi sáng ngày hôm nay. Xe của anh ấy đang đợi ngoài kia, chiếc 18 đang nhận chở hàng kia. Thì mình cũng làm tất cả các video này để cho anh em cùng tham khảo và theo dõi video của xưởng làm xe bên mình. Đây là một chiếc xe của anh trai bên đấy đã mang đến xưởng mình dọn lại mới. Và bây giờ cũng đã lên hoàn thiện. Và tất cả các chi tiết máy móc là được bên xưởng mình sơn bắn cáp. Bắn cáp, còn thụt Meyer bắn cáp, rồi bánh tâm nan được cân mới toàn bộ cho anh em nhé. Đấy. Chiếc này thì được bên xưởng mình dọn lại với giá thành rẻ thôi. Thế nên là mình cũng chỉ đi một số đồ chi tiết xi mạ lại, xi nhan được thay mới hoàn toàn. Bô thì được thay mới anh em nhé. Đấy. Máy móc này. Bên nhà mình bây giờ sẽ lấn cả sang sân sim son cho anh em nhé. Anh em dọn theo giá tiền vừa phải, từ 15, 20 triệu, 25 đến 30. 45 có anh em nhé. Đấy là xe anh em mang đến dọn. Thì cảm ơn tất cả anh em theo dõi. Đây là hai anh cũng đang chuẩn bị chờ để lấy xe đây. Thì anh ơi, chờ để lấy xe. Thì mình cũng tranh thủ quay cái video này lên để cho anh em tham khảo, và cũng như anh em được biết là mà xe đã xong rồi và chuẩn bị trong sáng nay mình bàn giao về cho anh ấy. Thì mình sẽ đi chi tiết phần tiện đón anh em. Khóa thì bên nhà mình vẫn dùng cái khóa hai nấc này anh em nhé. Nấc một là xi nhan bên tay trái này, nấc hai xi nhan bên tay phải này. Tất cả các cùng công tắc này đã được phục hồi lại toàn bộ nha anh em nhé. Xi nhan phải sau, xi nhan trái sau này, còi này. Còi thì được bên xưởng mình lắp cho em nó một chiếc còi Exciter 150 anh em nhé. Nghe tiếng hát nói chung là nó không được bằng còi zin, nhưng mà đại loại nhìn nó cũng như kiểu còi zin anh em nhé. Đấy. Lốp thì được lắp là lốp Việt Nam này, sao vàng anh em nhé. Lốp trước sau là lắp lốp sao vàng này. Đây mình cũng nổ qua cái phần máy cho anh em theo dõi nhé. Đèn hậu là đèn hậu mới này, đèn hậu nội mới này, xi nhan mới tàu nhé anh em nhé. Để chân tàu này, cái bô cũng tàu luôn, tất cả chi tiết đều được làm đầu. Còn cái phần chi tiết thì thực ra xe thì mình làm đồ mình tận dụng cho anh em, thế kể cả những hộp xích này mình không thay mới, mình tận dụng cho anh em nhé. Cái nào mà tận dụng được thì bên xưởng mình sẽ tận dụng cho anh em. Xe lắp một đồng hồ công tơ mét đời mới nhá, công tơ mét nhập Đức anh em nhé. Cái nào là hàng Đức mình sẽ báo hàng Đức nhá. Tăng dây mới đấy. Xe lên điện bình IC rồi anh em, chỉ đạp nhẹ phát nổ ngay, không phải đạp phát thứ hai luôn nhá. Đấy, nhẹ phát là nổ, không bao giờ phải đạp phát thứ hai. Đấy. Anh em về nổ máy rota thêm và chạy. Đấy, cứ lên điện IC là anh em chỉ nhẹ phát lượng nổ ngay, chuồi đâu cũng nổ anh em nhé. Đấy, thì anh em có nhu cầu dọn xe lên xe xin liên hệ với xưởng mình qua số điện thoại 0353252351, cũng như chi tiết để biết thêm những chi tiết về giá thành xe và tất cả mọi thứ anh em nhé. Xin chào và mình cũng kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.